Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cường Hà Giang TV của mình. Thì hôm nay lại được anh Bí Thư Già giới thiệu lên trên này có một cái hoàn cảnh, một bà cụ sống neo đơn. Bây giờ thì Cường sẽ đưa tất cả quý cô bác anh chị cùng theo dõi video này. Và bây giờ Cường sẽ cùng Bí Thư Già lên trên này quay một đoạn clip ngắn cho tất cả quý bác xem. Ngày trước có một đứa con trai, đúng rồi, ông chồng mất để bên còn bà già mới mình ở một cái tút lèo. Vâng, đấy là ngày trước là bà cụ cũng lấy chồng nhưng mà để con ra nhưng mà không được nuôi. Vâng, mất đấy. Nhà bà cụ ngay trên này nè. Lên đường này. Đây quý bác ạ, nhà bà cụ ở trên này luôn. Bà cụ năm nay bao tuổi? Như mới sửa nhỉ? Vừa rồi là bảo anh em xóm giúp sửa, chứ đổ hết rồi. Gió nhỉ, gió to. Thế này chưa an toàn đâu. Chúc cho bà nhá. Một túp lều con nhỏ nhỏ. Nhà này anh Già vừa bảo là vừa rồi bị gió hất à? Vâng. Gió hất đổ xong là... Xong lại dựng bảo anh em... Đây, toàn cột tre. Toàn làm bằng cột tre, mới làm lại. Như thế này có chắc chắn không? Em nhìn vẫn là chưa chắc chắn đâu. Chưa chắc chắn, cái này ở tạm thôi anh ạ. Cái đất này còn đất mượn này, vừa đào. Vâng. Vừa rồi xong là mưa to quá đổ một cái hết cả đất vào, mới bảo anh em tu sửa lại một chút để đỡ được hàn mưa cơm gió. Còn nhìn ở trong nhà này bà cũng không có gì đâu. Ở trên còn có tí ngô nhỉ? Không, hết sạch. À đây còn chứ nhỉ? Còn một tí ngô. Ba cụ được bao nhiêu tuổi rồi anh nhỉ? Anh hỏi cho. Bảy mươi tám tuổi rồi quý bác ạ. Bà thì đang hiện tại đang sống neo đơn, không một ai để nương tựa rồi, con cháu thì không có. Ngày trước thì bà cũng có lấy chồng đấy nhưng mà chồng mất rồi. Và cũng đẻ được một đứa con nhưng mà con thì không được nuôi. Con lúc mới đẻ thì mất. Và bây giờ đây là gia cảnh của bà. Bà hiện tại thì vừa rồi bị đổ nhà đấy. Vừa rồi đổ. Xong là được cán bộ chính quyền địa phương hỗ trợ để dựng lại cái ngôi nhà. Nhưng mà hiện tại thì Cường thấy ở trong nhà bà cũng không có một cái gì luôn. Gạo không có, ngô thì còn ít thôi. Rồi Cường sẽ quay ở bên trong này cho tất cả quý cô bác xem. Ở đây bát đũa là cũng có nhưng mà toàn bát này cũ lâu rồi. Ở trong là mèn mén này quý bác. Vì chính chắc người ta hỗ trợ thôi, bởi vì là gói to. Nếu mà thường thường là người sống neo đơn thì không kiếm đâu ra tiền ấy, thì là thường thường mua gói bé. Đây chắc vừa rồi được hỗ trợ chứ anh nhỉ? Dạ. Mắm muối mì chính như này. Mắm muối mì chính là vừa rồi được hỗ trợ. Đấy. Vừa rồi được hỗ trợ đấy. Ở đây là thôn gì nhỉ anh nhỉ? Khuẩy Liền. Khuẩy Liền đúng không? Đây là thuộc thôn Khuẩy Liền, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đấy thì vừa rồi chính quyền cũng hỗ trợ được một phần nào đó. Nhưng mà Cường cảm thấy là vẫn chưa đủ được.
Ở trong này thì cũng có một cái bếp thôi, bếp này cũng rất đơn giản, bởi vì người ở trên này ấy, thường thường là có bếp củi là cái thứ là đun chính trong gia đình rồi. Nếu mà đã hoàn cảnh còn có bếp ga nữa dùng thì cái đấy là nó sẽ không đúng. Người ta hoàn cảnh là hoàn cảnh bằng thật. Đấy, vừa rồi đổ ra thì vẫn tận dụng được một cái tấm tre này này, còn rào lại được. Đấy. Còn như thế này là cũng ở tạm thôi. Bây giờ đổ xong rồi bà sợ quá, thế là gọi anh em hàng xóm dừng lại. Nước bà chắc lấy xa ấy nhỉ? Bà lấy nước xa không hả bà? Ở ngoài à? Ở khu này có nước? Có nước mà. Nước là đồ sử dụng. Đủ để sinh hoạt thôi. Vâng. Ở chỗ này chắc bà con nhiều bí đấy mọi người này. Bí này trồng trên nương ấy. Đây lá gì, làm hương à? Lá chắc dùng để làm hương đúng không? Đúng rồi, lá hương. Lá làm hương đấy. Làm hương. Bà chắc là nghĩ an toàn xong rồi bà làm cho cả cái ổ gà lên trên này ấy đúng không? Vâng, không có chuồng. Không có chuồng ấy. Rất là hẹp. Nhà này hẹp mà. Bà đang làm lanh này. Mấy nữa là dệt làm vải đấy nhỉ? Vâng. Dệt sợi luôn. Dệt sợi làm vải. Vâng. Con nhìn bên ngoài thì như mới nhỉ? Nhìn ngoài ra vào thì mới, bởi cái này vừa mới tu sửa lại xong. Mới tu sửa thôi, vâng. Được chính quyền địa phương giúp đỡ. Là ở tạm thôi chứ toàn là cột. Toàn cột tre này không chắc được đâu mà. Như nhà vừa rồi đấy, vâng. Xuống dưới kia kìa. Hỏng hết. Còn hiện tại thì Cường đang đứng ở đằng sau cái ngôi nhà. May là mới bưng lại, nó còn gọn gàng mà hơn một chút đấy. Còn nếu mà ở lâu thì sẽ như những cái video trước của Cường. Nhìn bà con trên này sống neo đơn nữa thì rất là vất vả, khó khăn. Rất mong tất cả quý bác hãy chia sẻ video này thì cho tất cả mọi người biết đến, để nếu mà giúp đỡ được ấy thì hãy liên hệ với Cường. Số điện thoại thì Cường sẽ ghi ở trên màn hình. Nếu mà quý cô bác nào mà cảm thấy giúp đỡ được phần nào thì hãy liên hệ với Cường nhé. Ở dưới kia định làm chuồng gà sao nhỉ, dưới gầm giường ấy? Dưới gầm giường này là làm như thế để gà nó ấy ngủ trong. Ui ôi, làm như thế này cho con gà nó ở dưới gầm giường mà người mình ngủ lên trên thì nó rất là bẩn. Với lại bệnh tật nhiều chứ. Như thế là không được. Bà có rừng cây gì không nhỉ? Cây làm gì ạ? Để làm chuồng gà cho bà ấy. Chuồng gà nhưng mà liệu bà có đất không? Hỏi bà xem. Người ta ơn đỏ tệp có một ả ấy. À, nhờ qua mà khoan nào cho hãy cho tốt. Xung quanh là toàn là đất của hàng xóm, anh em hàng xóm. Thế là bà là bà không có đất đúng không? Bà không có đất ở gần nhà. Đất của bà là toàn ở tha, nhưng mà bà cũng làm ít thôi. Để cho cháu khoan nào nếu mà cái này hai cứ xong rồi. Đây mà nhóc xe cho sầu. Đất của bà ở trên hết này. Trên đây hết rồi. Ở trên đỉnh núi rồi. Đỉnh núi mà. Ở trên đỉnh núi thì ở trên đấy không thể sống được. Vâng.
Thì bà ở dưới này, thế thì bà không có đất ở thì may có được cái chỗ để làm cái lều ở. Đấy, cái lều này là cũng xin chỗ từ chỗ anh em hàng xóm. Đấy. Đấy, mọi người xem là bên trong cũng không hề có một cái gì luôn. Gạo không. Gạo thì cũng không có, ngô thì cũng hết rồi. Vâng. Bà thì cũng đi làm thuê xa được. Mỗi mình bà với mình cũng 78 tuổi có tuổi đấy. 78 có, tuổi đấy, cũng già rồi. Không, không, không đi làm được đấy. Thế thì bây giờ anh hỏi chúng em là bà, cái ước muốn của bà là muốn như nào, muốn cái gì? Đó lúc xe xa mà nhà chị yêu á chị à. Bà nhà quá chị. Nhà lúc xa dù mình được chia lòi ô. Đó nhà lâu chị dù à. Nhà lâu chị dù, nếu như mà chị dù có tiền. Có tiền, ô nông là tiền là cho bà nhà ta chị. Nhà chị dù à, ta lệnh mà, nhưng mà chị dù. Ô mà chúng ta chỉ mua mà chị nhỏ nên là ta. Chị ta hạ chị phụ à, ta nhận tiền ô đi mà. Ta xa cho nó khổ thế. Nó khổ lên nên là ta bùa. Bùa, y bồn chế lúc thứ chi đi. Y bồn chế lúc thứ chi thế nên. Là không xe lọ. Ừ, không, là không xe. Chị là nên là. Chị mà dù dù tàu là đánh mà nữ ô nữ. Ô tàu mà không đáp nó chạm chế tàu mà. Đã. Nhớ tiền đó thì nó chỉ thêm tàu mà dùng thêm. Vô sao mà như này, vô tàu mà như vui ồn. Nó bởi sao chứ à? Nó ở trên đi là nhỏ vậy à? À, ồn ồn. Ồn ồn nhập hộp vui. Ồn ồn. Mà thôi mình tự chia lạc đài hả? Chơi, chia mình cháu chị đài nữa. Mà ở sáng vậy chứ? Chia mình cháu chị đài nữa chứ kì. Rồi. Xong đi. Chúng mình mong là những thế thì ô chú mà đã hồn xe là hồ bán tàu mì đại vô. Hồ bán tàu mì khó chạy nhỏ hả? Mong muốn của bà là ấy, vừa rồi thì cũng vừa mới sửa được căn nhà nhỏ, cái túp lều nhỏ. Thì bà để... mong muốn là nếu mà tớ này anh em hàng xóm giúp được thì giúp làm lại cái cột cho bà vậy, cột nhà nó vâng phải lô với cột nhà phải lô này thủng hết rồi thủng hết rồi vậy cột này là không chắc nó làm như thế không chắc toàn lỗ vâng thế là mong muốn của bà chỉ là muốn làm lại cột và thay pro mái pro đúng không? Đấy thì quý cô bác ạ, mong muốn của bà là làm được cái cột nhà mới và thay cái ngói mới để cho cái ngôi nhà của bà chắc hơn một chút. Bởi vì bờ rô này cũng khá là lâu rồi, bờ hóng rồi. Cái này thì bây giờ mưa đá kể cả bé tí thì vẫn thủng được. Bên này anh thủng rất là nhiều. Đấy. Bà bảo gì cơ? Bà bảo là chỗ này là anh em hàng xóm về hỗ trợ nhưng mà cũng làm được 2-3 ngày mới đi hoàn thiện được căn nhà. Vâng. Đấy thì quý cô bác thấy nguyện vọng của bà là như vậy. Và nếu mà quý cô bác ấy cảm thấy là hỗ trợ được thì hãy liên hệ với Cường nhé. Thì còn bây giờ thì Cường cũng xin khép lại cái video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người trong video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.